tần tật những cách để các bạn tìm được hiệu ứng âm thanh mà mình cần ở trong cái mục miễn phí của app CapCut nhé. Ví dụ trong một cái dự án CapCut như thế này, các bạn muốn chèn hiệu ứng âm thanh ở đâu thì các bạn hãy di chuyển cho cái thanh dọc nó ở đấy, ở vị trí đó, rồi các bạn sẽ vào phần âm thanh cho mình này, vào phần hiệu ứng âm thanh cho mình này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều danh mục khác nhau ở cái mục này này, xu hướng buổi diễn, doanh thu, trận đánh này. Đấy, nhưng ở đó thì nó sẽ có cái đầu tiên là cái xu hướng. Cái xu hướng này là cái mà mình thấy là rất nhiều người đang dùng, nó lên xu hướng. Thì các bạn có thể thấy ở đây nó tổng hợp tất cả những cái hiệu ứng âm thanh hay nhất, nhiều người dùng nhất, thì các bạn có thể chạm vào từng cái để nghe thử xem cái nào phù hợp với mục đích của mình các bạn dùng nhé. Ví dụ cái question à này, tiếng đánh rắm này, phát này, tiếng wow này, tiếng tinh tinh này, kiểu là thể hiện là cái gì đó đúng đắn, hay là answer tức là câu trả lời đúng, cái tinh tinh này, collect này, cái tiếng long answer nhé, long answer tức là trả lời sai, thì ở bên dưới nó cũng có đấy, đâu nhỉ, ok này. Ở đây nó có tiếng applause. Applause mình không biết tiếng Anh lắm, như là vỗ tay này. Đấy, các bạn cứ nghe thử hết những cái phần xu hướng, nó sẽ tổng hợp những cái hay nhất, nhưng không phải lúc nào nó cũng có tất cả những cái mà mình đang cần. Nhiều khi cái mình đang cần nó sẽ không nằm ở đó đâu. Thì chúng ta có thể di chuyển sang cái mục khác, mục buổi diễn. Ở trong buổi diễn nó sẽ có những cái đúng, cái sai, cái tiếng cười, tiếng hài hước, hay là có những cái tiếng vỗ tay của khán giả, thì ở đây nó sẽ có hết đây. Các bạn có thể nghe từng cái một để tìm xem nó phù hợp với mình không. Ví dụ victory này là chiến thắng này, long answer này tức là câu trả lời sai là tẹt tẹt này. Đấy, ví dụ trong một cái chương trình game show trả lời sai nó sẽ có âm thanh như thế, cut and lying, rồi nghe thử nào. Đấy, nó rất là nhiều cái hay. Thế là cái doanh thu này, cái doanh thu này thì cái tên của nó mình không hiểu lắm, nói chung là các bạn cần phải nghe thử. Anh nghe thử biết như là trận đánh. Ở trong cái trận đánh, ví dụ các bạn đang cần tìm kiếm cái âm thanh thể hiện cái sự đấm đá đánh nhau, thì các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy cái chữ trận đánh ở đây rồi, thì các bạn sẽ chạm vào rồi các bạn nghe thử nhá. Đây là tiếng đánh nhau, tiếng súng này. Đấy, còn cái phần kinh dị sẽ là những âm thanh ma mị nhé mọi người. Đấy, những âm thanh ma mị cho mọi người làm những cái clip rất là hay. Cười to này là tiếng cười này. Đấy, nó sẽ tiếng cười chuyển tiếp là cái hiệu ứng chuyển tiếp này. Từ âm thanh nó chuyển từ chỗ cái cảnh này sang cảnh khác này. Ví dụ wish word này. Đấy, nó kiểu chuyển cảnh, cái hiệu ứng của cái sự chuyển cảnh nhé. Thức ăn này, thức ăn này, cái âm thanh tiếng ăn này, uống này, chuột chuột hay là khọp khọp, tức là tiếng cái âm thanh mình phát ra khi mình ăn uống ấy. Đấy, các bạn thấy rất là sống động luôn. Còn môi trường xung quanh sẽ tiếng mưa này, tiếng sấm, tiếng gió này. Đấy, tiếng côn trùng kêu này, hay là tiếng nước chảy này, tiếng sóng này, tức là nhiều cái luôn. Cái phần động vật sẽ âm thanh tiếng của những cái con vật nó, ví dụ con chim này, con mèo này, con gà này, đấy. Đấy, tiếng ngựa nữa này, các bạn thấy không? Có tất cả tật luôn, tiếng sư tử, tiếng hổ này. Đấy, các bạn cần cái gì các bạn dùng cái đấy nhá. Và tiếng máy móc là gì? Ví dụ cái âm thanh mà mình chạy máy photo này, tiếng gõ bàn phím này. Đấy, ví dụ tiếng chuông cũng thế. Là phần ảo thuật này, ảo thuật thì nghe thử xem magic tức là ảo diệu. Giống như kiểu là trong những cái vở kịch, cái những cái bộ đoạn phim mà về cái sự biến hóa ấy. Biến hóa, ví dụ đang một cái cô lọ lem biến thành cô công chúa, thì người ta sẽ chèn cái hiệu ứng chuyển động bằng cái âm thanh này vào trong cái khúc mà cái người đó người ta biến ấy, thì gọi là ảo thuật. Nhạc cụ thì có tiếng của một số những cái âm thanh piano này, violin mình không rõ gọi là gì, piano này, sound effect này, nghe thử nào. Còn giao thông sẽ là tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng đèn, các thứ này. Còn phần nhạc nền thì nó sẽ là những cái đoạn nhạc rất là dài, ví dụ 2 phút chẳng hạn đây này.
như bạn nào ghép nhạc làm cái nhạc nền cho video cũng hay, dùng cái này được, không lo bản quyền nhé. Nó sẽ có nhiều chủ đề, nhạc vui, nhạc buồn có hết nha mọi người. Đây là cách thứ hai để chúng ta tìm kiếm. Cách thứ ba là chúng ta sẽ dựa vào cái công cụ tìm kiếm âm thanh ở đây này. Tìm kiếm ở đây này. Thì chúng ta sẽ gõ từ khóa. Ví dụ như chúng ta muốn tìm cái tiếng đánh nhau thì gõ tiếng Việt ra, thường là phải gõ tiếng Anh đấy các bạn ạ. Đấy, vậy là gõ tiếng Việt không ra rồi. Mình gõ tiếng Anh cơ. Hit thì như là đấm đá hay sao ạ. Mình sẽ gõ chữ hit sao sao là âm thanh này. Không phải à. Thế là mình cũng quên mất tiếng Anh đấm đá là gì rồi. Bây giờ mình gõ tiếng mưa đi. Mình gõ chữ rain là mưa này. Rain sao này. Đấy các bạn thấy không, nó sẽ ra cái âm thanh ngay. Hay là cái tiếng gõ bàn phím ấn chuột đi, tiếng gõ chuột đi, tiếng bấm chuột tích tích cái tiếng kêu chuột đi, kiểu mình bấm cái con chuột máy tính ấy, thì mình sẽ gõ chữ mouse là chuột, mouse click. Đấy các bạn thấy chưa, mình sẽ tìm cái từ khóa liên quan đến nội dung mình cần, nhưng mà mình phải biết tiếng Anh để mình gõ. Nếu như ai không biết tiếng Anh thì có thể lên Google dịch để tìm. Mình chuyển nó thành tiếng từ tiếng Việt sang tiếng Anh để chúng ta biết được cái từ khóa nên gõ cho nó tìm. Đấy, vậy là chúng ta đã biết được tất cả những cái cách mà chúng ta có thể tìm kiếm được cái hiệu ứng âm thanh để ghép cho video của mình ở trên cái phần hiệu ứng âm thanh miễn phí của App CapCut rồi. Ngoài ra thì để cho nó chủ động và nó hay hơn thì các bạn nên lên App CapCut TikTok, App TikTok cho mình, rồi các bạn sẽ gõ là hiệu ứng âm thanh. Gõ vào phần tìm kiếm kính lúp này, ví dụ như là hiệu ứng âm thanh này. Tiếng cười chẳng hạn, hay là tiếng khóc, hay là cái âm thanh của hồ sơ tuyệt mật trong cái phim hồ sơ tuyệt mật này đấy, các bạn cần cái gì, hay là tiếng cười ba thằng Tây thì các bạn hãy tìm hết ở trên này cho mình. Các bạn cứ gõ từ khóa ra, hay các bạn từng nghe đâu rồi các bạn nhớ xem nội dung nó là gì thì các bạn cứ gõ theo suy nghĩ của các bạn, rồi các bạn ấn tìm kiếm thôi là nó sẽ ra cho các bạn rất là nhiều video có cái âm thanh như thế. Thì các bạn mở ra ngay thử cái nào đúng, cái mà bạn cần thì các bạn tải về, giữ tay vào màn hình sau nó sẽ hiện cái chữ tải xuống, các bạn ấn tải về. Còn nếu như cái nào mà nó không có chữ tải về, tức là nó khóa cái tải cho mình tải rồi, thôi mình tìm cái khác. Sau khi tải xong thì mình vào lại App CapCut này, mình sẽ không vào phần âm thanh, mình sẽ vào phần âm thanh, sau đó mình sẽ vào phần nhạc này, rồi mình sẽ vào phần thư mục này và phần trích xuất âm thanh từ video này. Sau đó mọi người hãy chạm vào cái video đó, sau đó mọi người ấn trích xuất để chỉ nhập thêm âm thanh này thì nó sẽ vào đây luôn cho mọi người, nằm ở đây cho mọi người một danh sách như thế này. Mọi người sẽ ấn dấu cộng đây là sẽ thêm của nó vào nhé. Và nếu như cái đoạn âm thanh mà tải trên TikTok về ở cuối cái đoạn âm thanh nó sẽ có cái tiếng tít tít như thế này này. Đấy, nó có cái sóng, nhìn lên biết này, nghe thử biết ngay này. Đấy, tùn luôn luôn cái tiếng đấy là các bạn luôn luôn phải cắt đi để nó này nhá. Rồi ấn ở đây này, sau đó chạm vào đây ấn tách này, sau đó ấn xóa để xóa bỏ nó đi nha. Chúc các bạn thành công, các bạn có câu hỏi gì thì cứ comment xuống bên dưới nhé. Đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.